which direction? We go back to the museum. Right, yeah. So we should be on this side then. Okay. Hello mọi người, mình đang ở công viên ở Berlin. Mình chỉ đang ngủ. Thế nên là mình ra đây để chuyện một tí. Cả nhà mời đến Berlin hôm nay thôi. Và mẹ mình đi chơi với bạn, còn mấy chị em thì đi chơi với nhau. Kiểu chuyện chuyện hôm nay đi sân bay. Thì nhà tớ đi từ Boston, à đâu đi từ New York đến London. Sau rồi chỉ có đúng khoảng hơn một tiếng để một tiếng để làm thủ tục các thứ để chuyển sang chuyến bay tiếp theo là đến Berlin. Thì không hiểu sao nhưng mà nói chung là đồ tớ nặng đi trong một cái túi tớ gập mở ngang ra thì đi qua Nhật, Hàn, Mỹ chẳng biết làm sao cả. Mình mang từng đấy đồ đi rất nhiều nơi rồi chẳng biết làm sao. Tự nhiên lần này ở London thì lại phải cho hết một cái túi bé thế này. Kiểu riêng skincare đã không thể nào đủ rồi. Thế là bắt bỏ hết cả da. Xong rồi mình phải chia cho bố mẹ mình cầm hộ nữa. Tại vì bố mẹ mình mang hết đồ liquid ấy. Là chia ra mà kiểu tạm cái mấy tí kiểu mấy thỏi son nó cũng tính là đồ liquid ấy. Không hiểu luôn. Đấy, xong rồi phải vứt lại mấy cái lọ mặt nạ bé mà mình mang đi này, rất là phí. Mà không sao, mình cũng có phun xài ở nhà rồi. Xong rồi phải vứt lại cái phí nhất, đấy chính là cái chai xịt nước rửa cọ đi du lịch của mình. Cái đấy mua ở Daiso Việt Nam thôi, nhưng mà kiểu mình mang đi cũng cảm thấy phí đã không được dùng ấy. Đấy, với cả phải vứt lại chai xịt chống nắng của La Roche-Posay, tại vì cái chai này nó lại cao hơn cái túi. Đấy, và kiểu khó bắt là cái túi đấy, tất cả mọi người cái túi đấy và phải đóng được lại. Mà cái chai đấy quá cao, kể cả từ mở cái nắp ra nó còn cao hơn cái túi đấy, hay là thôi lại phải vứt đấy lại. Kiểu trời ơi, chai chống nắng yêu thích của mình. Đấy, nhưng mà may vẫn có cái chống nắng khác, nhưng mà dạng kem ấy, còn cái đấy là kiểu dạng xịt đi hàng ngày bình thường, kiểu xì một cái rất là tiện. Hà bực ơi là bực luôn. Không biết là các bạn ở Anh như thế nào, các bạn đi du lịch hành lý chỉ mang hành lý sách tay như thế nào thì không thể nào. May là lần tới thì sẽ không chắc chắn là Anh nữa, mà sẽ là đi thẳng từ Pháp về Mỹ luôn. Đấy, nên chung là có một câu chuyện rất là buồn như vậy. Kiểu mình đi du lịch rất là nhiều và kiểu cũng có rất là nhiều kinh nghiệm đi du lịch rồi, mang đồ hành lý sách tay rồi, nhưng mà không biết tại sao lần này tất cả mọi thứ chỉ được một túi, mà mỗi người chỉ được một túi. Kiểu kể cả cái ông mà ông ấy kiểm tra cho mình ấy, ông ấy bị làm sao ấy, kể cả cái tip mascara ông cũng coi đấy là liquid. Xong rồi kể cả cái tip eyeliner ông ấy cũng coi là liquid. Theo bắt bỏ hết vào trong một cái túi, mà các bạn biết đấy, bọn mình mang đi thì không thể nào đủ được một cái túi bé tí đâu, mà đi kiểu 2 tuần liền thôi biết làm sao. Mình bỏ phí.
đấy, chia sẻ mọi người một chút đấy thôi. Tớ ngồi tầm nắng chờ anh chị tớ dậy, ngáp dậy. Xong rồi sau đấy thì mọi người sẽ đi tiếp. Lúc nãy thì có thưởng thức món sausage với cả fries ở đây. Xong rồi có ăn cả kebab này. Xong rồi tí nữa chắc là sẽ đi ăn gelato. Tại vì thấy anh tớ đã bảo là gelato ở đây rất rẻ và ngon. Chắc hẳn là không ngon bằng gelato ở Ý rồi, nhưng mà cứ thử xem sao. Thì thôi, mai hy vọng là mai trời không mưa. Thời tiết bảo là mai trời mưa, không biết thế nào. Thôi để xem thế nào nha. Bye bye. Từ nãy đến giờ kiểu tìm mọi nơi, mọi chỗ để có kem ăn. Và bây giờ cũng tìm thấy chỗ có bán kem.
trong museum. Tiếp tục xem museum, bây giờ ở ngoài trời đang mưa. Đúng là đi du lịch châu Âu lúc nào cũng phải mang ô, tại vì thời tiết rất là khắc thường. Lạnh quá. Chị Phương. Wait. Wait. Hai chị em đi xem bảo tàng. Cha cha cha. Happy. Cha cha. Bây giờ anh chị em đã đi xem và đằng sau bây giờ sẽ đi đường biển. Đẹp quá. Cắt đi. À, vì bọn mình không biết là chọn cái nào cái nhà. Nhanh. I'm just like, yeah, no, it's okay, don't worry. À, nên là người ta đã mang cho mình bốn loại chọn, là mình đã chọn loại này. Mình sẽ mang cốc full ra. Cái either the middle or the middle. Thank you.
để mua. Có biết cái gì đây không? Đây chính là hai cái chổi do Eva. Mua cho Eva đứt tội gì à, đa phần là cái bộ chổi trước của mình cũng có khá là đầy đủ rồi ấy. Thế nên là mình đã mua nhiều thêm. Mà mình chỉ mua thôi đúng 2 cây à, tại vì cũng khá là đầy đủ rồi. Đấy, ngày trước là 20 mấy cây ấy. Đấy, khá đầy đủ, bây giờ chỉ cần mua thêm 2 cây ấy thôi. Sẽ về làm cho mọi người. Nếu mà ai đã xem Insta story của mình thì chắc chắn là cũng biết hai cây đấy là hai cây gì rồi. Còn nếu bạn nào mà chưa xem thì thật là đáng tiếc. À, hai bố con vừa lại mua kem tiếp. Đây là viên kem thứ hai. Mặc dù trời rất lạnh, kiểu 10 độ C, nhưng mà hai bố con vẫn mặc áo rét và đi mua kem. Bố ơi, bố ăn kem gì đấy? Kem chuối và chanh leo và kiwi. Ê, ngon tuyệt đi. Rất là ngon. Bây giờ hai bố con đang đi bộ chưa giờ ăn kem ngon như này. Đây, kem gelato à, nếu bạn nào mà đến Berlin thì nhớ lên cafe and gelato ở Potsdamplatz. Trong cái mô ấy đấy thì ở trên đây tầng 2 có chỗ bán kem và các anh đi sát và có cả một mẫu tường Berlin này. Mẫu tường Berlin đây. Đấy, hai bố con đang đi bộ về, trời siêu lạnh. Trời ơi, siêu lạnh. Đấy, hai bố con chỉ đi thẳng về là về đến nhà rồi. Đi qua mô ở Berlin. Đấy, đây là cái quảng trường Times Square cũ của Berlin. Rất là đẹp. Đi bố ơi, đi sang đường,